Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV. Thưa quý vị, Vân Anh sẽ được giới thiệu với quý vị một chương trình ra mắt sách rất là đặc biệt tại San Diego của chúng ta vào cuối tuần này tại nhà hàng Royal Hall, một địa điểm rất là quen thuộc của cộng đồng người Việt của chúng ta. Trong buổi ra mắt sách này, xin được giới thiệu đến quý vị cuốn sách tên là Phóng viên chiến trường, tình yêu, ngục tù và vượt biển. Để hiểu rõ hơn chi tiết về cuốn sách này, mời quý vị gặp gỡ với tác giả, đó là nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Trước hết xin chào anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Xin chào chị Vân Anh. Vâng, xin chào chị Vân Anh. Xin kính chào quý khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trước khi đi vào buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chắc là cũng có rất là nhiều quý vị khán thính giả đã nhận ra khuôn mặt rất là quen thuộc của hai vị nhà báo này. Nhưng cũng có nhiều người không biết rằng nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng đã từng là cư dân San Diego, phải không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi định cư ở đây từ năm 1981 cho tới năm 98 mới rời đi, tức là ở đây 17 năm. Dạ vâng. Đây đã là cái nơi đầu tiên mà đến định cư khi mà bước chân đến nước Mỹ. Vâng, đúng như vậy. San Diego đối với chúng tôi là một cái thành phố rất là thân quen, bởi vì suốt 17 năm đã sinh hoạt ở đây và bây giờ rất là sung sướng, hãnh diện để được trở lại với thành phố nhà. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến phóng viên chính trường và cái tên Dương Phục, Vũ Thanh Thủy thì chắc chắn là trong giới truyền thông tại hải ngoại của chúng ta rất là nhiều người biết đến. Hai vị phóng viên chính trường này đã từng là phóng viên chính trường cho Sài Gòn trước năm 1975, làm cho Đài Phát Thanh, phải không ạ? Dạ vâng, và đúng tiếp tục, Đài Phát Thanh Sài Gòn. Dạ, tiếp tục ra hải ngoại thì hai vị vẫn đeo đuổi cái công việc của mình. Thì xin nhà báo Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy có thể cho biết được công việc mà phóng viên chính trường trước 75 như thế nào, đúng không ạ? Cái thời đó khi mà mình làm phóng sự từ chính trường mà đến Đài Phát Thanh thì live, phải không ạ? Hay là như thế nào? Vâng, trong cái thời điểm đó thì cái kỹ thuật phát thanh chưa có cái chuyện live. Cái chữ phóng viên chiến trường tự nó đã nói lên cái công việc rồi, là chúng tôi ra ngoài chiến trường xong rồi tường thuật thâu những cái âm thanh từ chiến trường, những cuộc phỏng vấn, những cái tường thuật ngay tại chiến trường. Tường thuật thì có vẻ như tường thuật live, nhưng mà mình chỉ thâu ở đó xong rồi đem về và phát trở lại, đem về cắt ráp phát trở lại. Thời gian đó tôi làm việc cho Đài Tiếng Nói Tự Do, là một đài phát thanh đặt trụ sở trong miền Nam nhưng mà phát thanh chuyên gia cho ngoài miền Bắc, cho khán giả, cho thính giả ở ngoài miền Bắc. Còn anh Phục thì làm với Đài Tiếng Nói Đài Phát Thanh Sài Gòn. Yeah. Ở tại Sài Gòn, dĩ nhiên cái chữ Sài Gòn bởi vì nó đỡ lẫn lộn hơn. Hiện giờ chúng tôi cũng đương làm đài phát thanh và cũng mang tên là Đài Phát Thanh Sài Gòn, nhưng mà ở thành phố Houston. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm, hiện tại nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đang điều hành một cái đài radio tại tiểu bang Texas, đó là đài radio Sài Gòn ở Houston, phải không ạ? Dạ đúng vậy, Sài Gòn Houston 900 AM trên những lần sóng. Nói về phóng viên chiến trường có nghĩa là nhà báo Dương Phục phải đi ra chiến trường, phải không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Yeah. Đi ra chiến trường thường xuyên lắm. Chúng tôi cũng có được cái hân hạnh là tham dự hầu hết những cái trận chiến nổi tiếng trong cuộc chiến ở Việt Nam, từ Quảng Trị, Đông Hà vào tới miền Trung, miền Cao Nguyên, Lây Cô, Công Tôm, rồi cả vào miền Nam nữa, ở Nam, ở dưới khu vực Cần Thơ, Trương Thiện, v.v. Tức là mình có mặt hầu hết là để tường trình, tường thuật cho thính giả của Sài Gòn. Anh Dương Phục có thể kể lại những cái kỷ niệm nào, cái buổi tường trình nào mà anh cảm thấy là nhớ nhất không ạ? Đặc biệt nhất. Vâng, cảm ơn câu hỏi của Vân Anh, khiến cho chúng tôi bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, 71 tuổi, nhưng mà cái câu hỏi nó đẩy mình về quá khứ mấy chục năm trước. Cái trận chiến mà chúng tôi nhớ nhiều nhất đó là nhảy vào An Lộc để phỏng vấn ông tướng chỉ huy ở An Lộc, đó là tướng Lê Văn Hưng, trong cái thời điểm mà An Lộc đang bị bao vây đó, rất là khó vào. Thì chúng tôi đã được trực thăng chở vào, nhưng mà trên đường vào thì trực thăng bị bắn rơi. Thì chúng tôi còn nhớ mãi cái chuyến tường thuật đó. Mặc dù là bắn rơi, nhưng mà nó khi mà máy bay là xuống thì được những trực thăng khác xuống cứu. Tôi còn nhớ, tôi vẫn có cái máu nghề nghiệp trong lúc như vậy, vẫn tường thuật trực tiếp vào cái máy cassette mà mình mang theo. Chúng tôi còn nhớ là đi chung với các nhiều phóng viên khác, anh Tuất Hải của đài VOF, rồi anh Nguyễn Mạnh Tiến của đài Sài Gòn. Hồi đó chúng tôi đương trong quân đội, làm đài phát thanh quân đội, thì chúng tôi tường thuật nha. Rồi sau đó thì được một chiếc trực thăng khác bốc lên, thành thử cái trận đó cũng khá gay cấn. Và sau đó thì chuyến sau thì may mắn hơn là không bị bắn rớt trên đường bay, thành được vào được An Lộc, được phỏng vấn được tướng Lê Văn Hưng. Đó là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà
mọi người nghe tướng Lê Văn Hưng từ mặt trận An Lộc, cái hồi đó mặt trận An Lộc sôi nổi lắm, tưởng là mất bởi vì bị bao vây mà pháo kích suốt ngày đêm, thành ra đó là một cái chuyến đi làm phóng sự mà gây cho chúng tôi nhiều cái nhớ đến nhiều nhất. Khi mà bây giờ mà Vân Anh hỏi đó thì chợt ra mới nhớ đó là một cái trận mà suýt chết để mà nhảy vào mới để được phỏng vấn được ông tướng Lê Văn Hưng và truyền cái phóng sự nó về Đài Phát thanh Sài Gòn, thành lúc đó cũng gây phấn khởi cho những người nghe về cái một cái trận chiến này, để tiếng nói của ông Lê Văn Hưng trong cái thời điểm đó. Vân Anh, dạ vâng, bác có thể kể chi tiết về cái đó là cái vừa cái trận mà vừa kể với Vân Anh đó, trận nhảy vào An Lộc thì đương tường thuật bằng máy. Cái hồi đó đó cái kỹ thuật phát thanh không có thể nói cùng một lúc mà nó on air mà người ta thính giả nghe ngay trực tiếp được, mình nói vào trong máy, thế nhưng mà lúc đó nó gây cấn đạn bắn rồi ta nghe tiếng nổ xung quanh rồi rớt máy bay, thành ra cái đoạn băng nó bị ngưng lại. Thì sau đó mà đã hết cái đoạn ở như này thì mình nói tiếp, nhưng mà lúc mà đem về cái băng đó đem về Đài Phát thanh đó phát lại đó thì người ta nghe tôi hồi hộp nghĩ ồ, nghe tiếng súng nổ thì nghe tiếng tường thuật, nghe tiếng la hét xong tự nhiên ngưng. Đáng nhẽ ra cái kỹ thuật giáp nối là mình có thể nối lại cái đoạn băng đó. Thế nhưng mà lúc đó chúng tôi nhớ là anh Văn Quang, Trung tá Nguyễn Quang Tuyến đó, là giám đốc của cái Đài Phát thanh quân đội, nói là thôi bây giờ cứ phát nguyên văn, có sao thì phát vậy. Hình như phát, là còn lời đó. Chào vĩnh biệt nữa. Rồi mình tưởng là giờ sắp sửa, chắc tiêu mất rồi. Thành ra gần như là chào quý thính giả, đây là cái lời nói cuối cùng. Nhưng mà đâu ngưng bạc thì sau đó mình lại tường thuật tiếp. Thành thử cái đoạn băng đó thì có nhiều người nghe và cũng hồi hộp. Dạ. Và trở thành một cái kỷ niệm. Dạ vâng, trở thành một cái kỷ niệm. Dạ vâng. Không riêng cho mình trong cái ngành phát thanh. Dạ vâng. Trở lại với chị Thanh Thủy thì chị Thanh Thủy đóng vai trò như thế nào trong cái lĩnh vực là phóng viên chiến trường thưa chị? Vâng, trong cái thời gian đó tôi bắt đầu là phóng viên chiến trường từ cái hồi mặt trận Campuchia. Dạ. Năm 70. Dạ. Khi đó là quân đội Việt Nam lần đầu tiên vượt biên giới qua bên Campuchia để mà đánh đuổi cộng quân, là đã dùng cái cứ địa của Campuchia để mà tấn công vào Việt Nam. Thành ra từ cái đó, nhưng mà cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đó, thì cũng một chút xíu An Lộc, nhưng mà tại vì là phụ nữ thành ra như hồi nãy anh Dương Phục vừa nói, thời gian đó là vào An Lộc rất là khó, vào đã khó rồi mà còn ra thì hầu như là không thể ra nổi, tại vì trực thăng không thể đáp xuống, chỉ cứ bay là rồi nhảy xuống thôi, thì làm sao có thể nhảy trở lên để ra. Thành ra không mới cho nữ phóng viên vào, cho nên mặc dù là ngày nào cũng tới đó để mà hy vọng vào được nhưng mà không vào được. Nhưng mà cái kỷ niệm mà làm tôi nhớ nhất đó là cũng trong năm 72 vào cái mùa hè đỏ lửa ở tại Quảng Trị. Thì ra tụi này là ở trong cái nhóm phóng viên đầu tiên đi trên đại lộ Kinh Hoàng cùng với những cái toán quân mà bắt đầu đi trở lại để mà tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Cho nên cái đó là một cái cho tới bây giờ, dù 40 mấy năm sau cũng không quên được, chưa bao giờ mà thấy quá nhiều những xác người bị tử thương như thế, mà tất cả đều bị đạn pháo của cộng quân mà không phải là quân đội. Tại vì phóng viên chiến trường thì ra mặt trận, thành ra thấy các binh sĩ tử thương vong rất là nhiều, nhưng mà hầu như hiếm thấy thường dân. Nhưng mà ở tại trên đại lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị, lần đầu tiên mới thấy hàng ngàn thường dân, mà đàn bà trẻ con, các cụ già nằm bị chết la liệt. Thành ra đó là một cái điều không thể nào mà quên được. Và cũng qua những cái hình ảnh đó, lần đầu tiên mới nhìn rõ ra tại là cái sự thật như thế nào đằng sau chiến tranh, cái sự tàn ác dã man của cộng quân như thế nào đối với những người dân thường vô tội. Và đó cũng là cái lúc mà làm cho tất cả mọi người phóng viên của miền Nam, mặc dù là phóng viên mình luôn luôn chủ trương là người làm báo phải vô tư, khách quan, chuyên nghiệp, nhưng mà qua những cái hình ảnh tại đầu đội Kinh Hoàng đó mới thấy rằng mình là người Việt Nam, trước hết mình là người Việt Nam và sống trong miền Nam, thành ra nhìn thấy rõ cái sự là mình phải đứng vào cái giới tuyến nào, không thể nào mà khách quan vô tư được. Thật ra mình cứ muốn chuyên nghiệp tới đâu cho chiến đó chắc Thủy nhớ lại đó là cái tên cái đại lộ Kinh Hoàng sau này ngay được phổ biến nhiều lắm, mà ngay cả Vân Anh cái hồi đó chắc còn trẻ, nhưng mà sau này đã cũng đã báo phải thấy cái đại lộ Kinh Hoàng nó trở thành một cái tên ghi dấu ấn cho cái cuộc chiến Việt Nam, tại vì nó kinh hoàng quá. Chưa bao giờ, ngay cả chúng tôi đi nhiều trận chiến nhưng mà chỉ thấy một số người bị tử nạn, mà nhất là binh sĩ, nhưng mà chưa bao giờ mà thấy toàn là thường dân đã chạy nạn trong cái chuyện mà di tản ra khỏi Quảng Trị để về Huế, đến quốc lộ 1 nối đó, mà bị cộng sản nó pháo kích nó chùm lên, những cái đạn pháo nó bắn trúng người chết, thành người ta chết giống như đứng những cái chuyến xe đò đó. Mình mở cửa ra mình thấy có nhiều người đang ngồi đó chết trong cái thế
là đương như là một người sống, đương ngồi đó thành em sợ quá. Rồi có những bà mẹ đương bế đứa con, chứ con bú trúng đạn là chết cả hai mẹ con luôn. Thành mà nó đầy ngập trên cái gọi là quốc lộ 1 đó, mà cái đó là cái khúc mà nối giữa Quảng Trị và Huế đó. Thành thử chúng tôi thấy mình sợ quá. Thấy nhiều người sát chết mà đi trên đường đôi khi cũng phải đi lắt léo này, rồi cầm cái gậy để mà lỡ chúng đạp chúng sát chết tại nhiều quá. Thành ra cái đó nó là một cái ấn tượng mà đối với chúng tôi khủng khiếp quá. Trong cái đời phóng viên chiến trường chưa bao giờ thấy nhìn thấy nhiều thường dân mà chết cùng một lúc như vậy bởi các đạn pháo của Việt Cộng, mà thấy mình kinh ngạc và tại sao họ lại pháo kích vào thường dân để làm gì, thay vì trong một trận chiến thì là các quân đội hai bên với nhau, nhưng mà thường dân bị chết như vậy thì thấy tới bây giờ Vân Anh đặt câu hỏi kinh hoàng, nghĩ tới cũng còn thấy kinh hoàng. Vâng, thưa quý vị, trên tay của Vân Anh đang có cuốn sách với tựa đề một lần nữa là Phóng viên chiến trường, tình yêu, ngục tù và vượt biển. Cuốn sách dày gần 700 trang phải không ạ? Cuốn sách này đã bắt đầu từ lúc bắt đầu thực hiện cho đến ngày hôm nay ra mắt quý độc giả là bao nhiêu năm rồi ạ? Câu hỏi khó trả lời quá. Em phải nói thật sự là bắt đầu là 37 năm rồi. Wow. Vâng, là tại vì ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà được cứu bởi cao ủy Liên Hợp Quốc, cứu khỏi cái đảo Koh Kra ở trong vịnh Thái Lan, là cái nơi mà cái chuyến ghe của chúng tôi bị hải tặc cầm giữ ở đó 3 tuần lễ. Thì ngay khi được cứu lên tới trên cái tàu của cảnh sát mà cứu đó, thì cái điều đầu tiên là hỏi xin một cuốn tập và một cái bút. Bởi vì là những người phóng viên, chúng tôi thấy rằng đó, cái điều đó không thể nào, và mình không bao giờ cho phép mình quên. Thành ra muốn ghi ngay lại hết tất cả những cái lúc còn mới. Và sau đó từ những cái ghi đó rồi mới thấy rằng còn rồi 4 năm sống trốn tránh ở tại Việt Nam dưới chế độ Cộng sản cũng thấy là những cái điều mà thế giới bên ngoài phải biết. Tại vào cái thời gian đó những cái người mà đi ra khỏi nước vào năm 75 thì sẽ không biết những cái điều gì xảy ra sau đó. Thành ra chúng tôi vẫn đã làm cái công việc đó suốt. Nhưng mà rồi khi sang đây rồi trở lại ngành truyền thông, trước khi làm truyền thông Việt ngữ thì tôi có làm báo San Diego Union. Dạ, đúng rồi. Đây cũng là 13 năm ở tại đây thì cũng vẫn nghĩ rằng hầu hết những cái người bản xứ và ngay cả giới trẻ cũng không biết đến những cái điều xảy ra tại Việt Nam trong cái tháng Tư Đen năm 1975, không biết những điều xảy ra dưới chế độ Cộng sản. Thành ra cũng thấy cái nhiệm vụ của tụi này là phải ghi lại, cứ ghi lại để đó chứ. Dạ. Cũng trông dám có ước vọng là sẽ có một ngày để ra sách, nhưng mà cứ nghĩ rằng cái bổn phận mình phải ghi lại ít nhất cho con cháu mình là những cái đứa trẻ lớn lên sau này. Và rồi từ đó cho tới rồi thì theo ngành truyền thông, rồi cái đam mê nghề nghiệp, rồi không có thì giờ nào cho tới bây giờ, cuối cùng tới bây giờ mới. Nhưng mà nếu mà chỉ nói 37 năm đôi khi sợ người nghe nghĩ là sao viết thì lâu thế. Nhưng mà thật sự ra không phải là liên tục, bắt đầu viết từ 37 năm trước, khi mà vượt biển tới trại tị nạn Sông Kla, chỉ muốn tường thuật lại những cái gian truân của mình trên đường vượt biển, bị hải tặc mà giam giữ trên đảo Koh Kra, thì mới đầu chỉ là muốn tường thuật cái đó, thành từ viết lá thư ngỏ để gửi cho thế giới biết, kêu cứu về cái nạn hải tặc. Thì thế cho nên mới dẫn tới cái chuyện là thành lập cái ủy ban gọi là Boat People Access Committee và hoạt động như tới giờ này luôn đó. Thì nhưng mà điều viết liên tục sau đó, rồi những cái gian truân còn lại khi đến nước Mỹ rồi ôn lại đó, thành nó không viết liên tục 37 năm đâu, tại vì đến xứ Mỹ là một cuộc phấn đấu khác, là để sinh tồn ở xứ Mỹ này, rồi đi làm nghề này nghề kia trước khi chính thức trở lại ngành phát thanh, rồi bận rộn với nghề phát thanh thì nó viết lắt nhắt chỗ này một khúc, chỗ kia một khúc, tùy theo, tại vì gọi là hồi ký nhớ lại cái đâu viết cái đó rồi sau mới ghép lại. Bởi vậy cho nên nó mới kéo dài 37 năm sau bây giờ mới có xuất bản được. Vâng, thưa quý vị, đây là cuốn sách mà chắc chắn là nên và rất là nên có trong tủ sách của tất cả người Việt của chúng ta, đặc biệt là người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Thưa quý vị, một lần nữa, cuốn sách có tên là Tình yêu, ngục tù và vượt biển. Thưa chị, như vậy thì có phải chăng vì làm việc chung và vì hai người cùng nhìn thấy những cái kinh hoàng, những cái đau thương của cuộc chiến đó và tình yêu nảy nở từ đó, hai vị lấy nhau trong lúc làm việc chung với nhau hay là như thế nào ạ? Vâng, đúng như vậy, chúng tôi gặp nhau tại mặt trận. Wow. Thành ra nhưng mà cái chữ tình yêu ở trên cuốn sách này đó thì dĩ nhiên đầu tiên là tình yêu giữa hai người, nhưng mà nó cũng phản ánh cái tình yêu
Tổ quốc, tình yêu đồng bào, cái tình người ở trong này rất là nhiều, nhất là sau năm 75 đấy, khi mà phải ở lại 4 năm dưới chế độ Cộng sản, thì cái tình người dân, cái tình đồng bào của người dân miền Nam với nhau đó, trợ giúp lẫn nhau, nhờ vậy mà chúng ta đã có thể sống sót được trong cái 4 năm sống dưới, trốn tránh dưới chế độ Cộng sản. Rồi cái tình người bàng bạc khắp nơi, từ trong những cái chuyến vượt biển, trên những cái con tàu ở trên đảo hoang, tất cả những cái, rồi tình gia đình, tình rất nhiều, thành cái chữ tình yêu này, người Việt Nam mình nghe đến tình yêu nghĩ ngay tình yêu trai gái, tại vì hồi ký cho nên chắc chắn là sẽ ghi lại cái tình yêu rất là đẹp của Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, phải không ạ? Dạ vâng. Và chúng ta đi đến cái phần ngục tù, chắc chắn rằng nhà báo Dương Phục đi tù vì ông đã từng là trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phải không ạ? Dạ đúng. Sau đó thì chú Dương Phục đi tù bao nhiêu năm? Câu chuyện nó hơi dài dòng hơn là bao nhiêu năm tù. Bởi vì hồi đó sau năm 75 thì tất cả những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều phải đi trình diện. Và họ gọi là đi cải tạo đó. Cải tạo. Thì tôi cũng vậy, lúc đó tôi là trung úy thuộc Cục Tâm lý chiến, thuộc Cục Anh chị, tức là làm phóng viên chiến trường. Thế nhưng mà trong quân đội thành ra cũng có cái cấp bậc như vậy trong quân đội thì phải đi trình diện. Thôi thì đó là cái đầu tiên là phải đi vào tù trình diện. Thế nhưng mà sau 2 năm để ở tù mà chuyển trại, họ gọi là biên chế, từ Trảng Lớn Tây Ninh rồi đi ra tới đảo Phú Quốc, rồi từ đảo Phú Quốc lại trở về Long Giao, Long Khánh là cái trại tù cuối cùng của chúng tôi. Thì từ đó đó thì chúng tôi đã trốn tù, cái cuộc trốn tù thì nó dài dòng lắm. Nhưng mà đại khái tóm lại ra thì là Thủy đi viếng thăm, rồi đưa những cái lá thư chui, rồi có những cái kế hoạch rằng là để có thể là có thể có cái ghe để đi vượt biển. Nhưng mà chẳng may là những cái lá thư đó bị lộ, rồi cán bộ Cộng sản mới bắt tôi vào trong, nhốt ở trong cái Connex, tức là cái gọi là trực cọp. Thì có một đêm thì chúng tôi đã thấy rằng là nếu mà không có thoát khỏi cái Connex này, thoát ở tù thì thế nào cũng bị xử tử. Tại vì chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh xử tử tương tự của người bạn tù khác, anh Ngô Nghĩa. Trước đó thì ở Tràng Lớn Tây Ninh, thành cho mình mới vượt thoát cái Connex đó, rồi trốn được ra khỏi cái trại cải tạo đó. Thành thử nếu mà hỏi là bao nhiêu năm trong tù thì thật sự chỉ có 2 năm thôi. 2 năm, nhưng mà phải trốn tránh nhiều năm kế tiếp trong cái hoàn cảnh là lén lút sống ở trong xã hội Cộng sản trước khi đi vượt biên được. Thì đó là câu chuyện nó dài dòng, nó tắt lại thì những câu chuyện đó đó. Nếu mà dài ra nữa có thì chúng này. Tôi có viết ở trong cuốn sách này. Quý vị nhớ đọc nha quý vị. Thưa chị Thủy, như vậy thì nhà báo Dương Phục là người quân nhân thì đương nhiên là phải đi tù cải tạo rồi. Còn với phóng viên Vũ Thanh Thủy thì có phải đi tù không? Cá nhân chúng tôi thì không phải đi tù, nhưng mà đời sống rất là khó khăn, là bởi vì thành ra cũng phải bỏ cái chỗ mình đã ở trước đây để đi đến một chỗ khác. Tại vì cái thời gian trước ngày 30 tháng 4 75 thì chúng tôi làm việc cho đài Tiếng Nói Tự Do, là chỉ phát thanh ra miền Bắc thôi, chỉ nhằm kêu gọi người dân miền Bắc hãy nhìn chiêu vào miền Nam mà chiêu hồi vào miền Nam. Và cái đài đó hồi xưa được tài trợ bởi cơ quan CIA của chính phủ Hoa Kỳ, sau này được chuyển giao cho quân lực, cho cục tâm tổng cục chiến tranh chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra tất cả những nhân viên đó đều bị coi như là các gián điệp của CIA cả. Tuy nhiên nơi chúng tôi ở đó, sau đó thì bỏ cái nơi mà mình ở, mà mình làm việc, mình về bên cái chỗ mà gia đình, thì lại gặp một cái tình trạng khác, là tại vì tất cả gia đình, cha mẹ, anh em chúng tôi đều đi di tản khỏi nước hết trong năm 75. Chỉ có tụi này cũng đã đi cùng với gia đình, nhưng mà hồi đó vừa mới sanh con đầu lòng được có 2 tuần lễ thôi. Thành ra đến lúc lênh đênh ngoài biển 3 ngày trời thì cháu nó lên cơn sốt, thế là hai vợ chồng lại đi quay trở về. Thì khi trở về như vậy đó, thì là người ta đều là tất cả các công an địa phương á, ta đều cho là chắc mình là gián điệp của CIA, cho nên mình mới trở lại để mà nằm vùng như vậy. Cho nên cái cảnh sống gọi là không phải ở tù, nhưng mà ở ngoài cái nhà tù lớn nhiều khi còn khổ hơn cái nhà tù nhỏ. Tại nhà tù nhỏ ít nhất nó có cái nó có đồng đội, có rất nhiều người cùng ở tù với nhau, và nó rõ ràng đâu vào đấy rồi, có muốn không có một cái sự chọn lựa nào khác. Trong khi cái nhà tù lớn bên ngoài đó, mình vẫn phải sống, vẫn phải mưu sinh, vẫn phải chiến đấu, thành ra rất là khó khăn. Nhưng mà cũng ra phải ở tù, cũng ở tù thật nếu mình trả lời đúng cái câu. Vâng. Và sau đó đó, khi mà định kia âm mưu mà để cho anh Phục vượt trại cải tạo và bị bại lộ đó, anh bị bắt thì chúng tôi cũng bị sa bẫy. Khi mà
họ bắt anh xong rồi đó, thế là họ gài một cái bẫy để khi mà tôi lên cứu anh thì tôi sa vào cái bẫy đó và cũng bị bắt giải qua bên ti công an Xuân Lộc, thì cũng bị giam ở bên đó mấy tháng trời. Sau đó họ bắt cái họ thả về giống như để làm một cái bẫy để họ tìm bắt lại anh. Thì rồi từ đó là hai vợ chồng phải sống trốn tránh thêm 2 năm nữa. Rồi đi vượt biên cả 20 lần. Rồi trong một lần vượt biên cũng bị 20 lần lại bị tù. Wow. Lại bị tù vượt biên thêm một lần nữa. Mà khi đó mà lúc tù vượt biên là đang có mang cháu thứ hai được 6 tháng. Với lại có đứa con 4 tuổi cũng cùng vào tù với mình. Và cái lần thứ hai đó thì anh Phục lại vượt ngục được. Thành ra cả hai lần mà tôi bị tù thì anh Phục đều trốn thoát được. Vâng, vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đi vào tới cái phần vượt biển. Rất là tóm tắt, xin anh có thể cho biết là cái cuộc vượt biển của hai vị có cái gì đặc biệt và có cái gì kinh hoàng nhất trong cái cuộc vượt biển đó? Hồi nãy Vân Anh có nói sao mà vượt biển tới 20 lần. Thật sự mà chính thức đi ra biển thì nó không tới 20 lần. Nhưng mà hồi đó những dân vượt biển nếu mà gắn đánh giả mà được nghe chắc rất là nhiều trong hoàn cảnh tương tự. Tức là không có vượt ra được tới cái biển là đã bị bể, dạ. Đã bị bắt, đã bị chạy này. Thì chúng tôi vượt biển như vậy là chính thức á, là ít nhất là 3 lần đã ra tới biển rồi. Tới hải phận quốc tế. Ra hải phận quốc tế, nhưng mà rồi cũng bị bắt trở lại. Thì cái đó là cái kinh, nhưng mà cái đó không phải là cái kinh hoàng như là Vân Anh trả lời. Nhưng mà cái kinh hoàng là ra tới biển rồi, rồi có chết máy, rồi cá nhân chúng tôi cũng trở thành một cái người đó còn trẻ, hăng say mới lại vận động mọi người để mà tát nước, để mà thuyền nó khỏi chìm. Rồi có những lúc khát quá, chúng tôi cứ nhớ cái cảnh kinh hoàng là một thanh niên nằm cạnh tôi ở trên tàu khát quá, lấy nước biển uống, để anh ta bị chết. Ngay bên cạnh tôi cái tàu nó chật ních cả, anh nó không có một cái chỗ nào nó ních. Thì chính mình cũng là người đã thả xác của anh trên biển. Rồi nhìn cái cảnh hoàng hôn trên biển, tàu chết máy, mọi người đứng hấp hối, xác chết bồng bềnh quanh. Nó là cái cảnh mà nó gây cái ám ảnh cho mình nó mãi cho tới bây giờ. Nhưng mà sau đó thì lại cái cảnh mà phải nói là tàn nhẫn vô nhân đạo của hải tặc. Khi mà gặp tàu hải tặc, cái tàu mình chết rồi, họ đem cái tàu về một cái đảo ở trên vịnh Thái Lan, gọi là đảo Kra, Hoặc Kra, cái chữ cô có nghĩa là đảo. Thì bị nhốt ở trên đó, tức là đám hải tặc nó giam tất cả cái tàu đó và nhiều tàu khác, nó bắt được giải rác ở chung quanh vịnh Thái Lan, đem về giam cầm như là cái tù trên đảo. Rồi những cảnh tàn nhẫn đối với phụ nữ, rồi đối với giới nam thì nó đánh, và cũng có nhiều người bị chết ở trên đảo nữa. Mà chính chúng tôi cũng lại một lần nữa phải đi chôn xác chết ở trên đảo. Người phụ nữ thì bị nó truy lùng như những con mồi để mà hành hạ, hãm hiếp. Cái cảnh nó khủng khiếp lắm. Và mình trong cuốn sách thì mình có viết lại cái đó, nhưng mà cũng có một số người thoát được cái cảnh mà bị tụi hải tặc làm bậy hãm hiếp như vậy, trong đó có Thủy, thì lại sống rất là kinh hoàng. Phải trốn vui trốn nhủi ở trong những cái bụi cây, rồi chúng nó đốt bụi cây phải cháy rồi chạy thoát mới thoát được. Hoặc là Thủy đã từng leo trên núi thật là cao, chẳng thà chết còn hơn là bị bắt. Thành ra cái cảnh đó nó kể là hết trong, nhưng mà nó đối với chúng tôi nó là một cái chuyện mình không thể nào tưởng tượng được. Nó cảnh tàn nhẫn của con người giữa con người như vậy. Vì thế chúng tôi sau đó mới lại hoạt động, rồi là viết những cái thơ kêu cứu, rồi cái chuyện thành lập cái ủy ban cứu người vượt biển ngay tại cái thành phố San Diego này, là cái thành phố đầu tiên giáo sư Nguyễn Hữu Sương của trường đại học UCSD là vị đã thành lập đầu tiên. Và khi mà chúng tôi tự chạy ở đây thì tham gia vào cái sinh hoạt của ủy ban cứu người vượt biển, rồi chính chúng tôi cũng lại tình nguyện đi lên con tàu lớn đó để ra trở lại để đi vớt người vượt biển. Thì đó là bao nhiêu cái chuyện rất là kinh hoàng mà phải nhớ lại từng khúc một để mà viết lại trong cái cuốn sách này. Và Thủy là cái người cũng là bị ở trong cái hoàn cảnh rất là ngặt nghèo khó khăn trong cái thời gian vượt biển, bởi vì phụ nữ thì khổ hơn phía nam, ít nhất trên phương diện mà bị săn đuổi bởi cái đám hải tặc Thái Lan này. Xin hai vị có thể cho biết cái sự cần thiết như thế nào chúng ta cần phải kể lại trong cuốn sách này, và người Việt của chúng ta ở khắp nơi, ở mọi thế hệ cần phải đọc cái cuốn sách này. Nó cần thiết như thế nào với lịch sử của người Việt Nam chúng ta?
Chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là cần thiết, đặc biệt là cho giới trẻ. Cho những người thế hệ chúng ta thì hầu hết ai cũng đều biết chuyện này bằng cách này hay cách khác, nhưng mà vẫn cần luôn luôn tự nhắc mình về cái điều đó, để mà nhắc mình cái lý do tại sao mình có mặt ở trên đất nước này. Mình không phải là những người tị nạn vì lý do kinh tế sang đây để tìm một đời sống sung sướng hơn, mà chỉ tại vì không thể nào sống nổi dưới chế độ cộng sản mà phải liều chết ra đi. Ít có dân tộc nào trên thế giới mà lại phải liều đem cái sinh mạng mình ra đánh đổi như vậy. Cho nên rất cần nhắc lại, hơn 40 năm rồi, nhưng mà có thể nhiều người cũng đã quên. Và đó là điều chúng ta không bao giờ nên quên. Nhưng mà riêng đối với thế hệ trẻ, chúng tôi viết lại cái cuốn sách này, một phần là trong những câu chuyện nói với con cái. Chuyện này thì có 5 đứa con, và bây giờ cũng có 5 đứa cháu ngoại. Thành ra nói chuyện với con cái thì thấy tụi trẻ nó hoàn toàn nó không biết gì về những cái điều xảy ra. Mặc dù có nghe ông bà cha mẹ nhắc nói đây đó, nhưng mà nó nghe giống như nghe chuyện thần thoại, nghe chuyện hoang đường, hoặc là nghe cái chuyện ở hồi đó chứ đâu có phải như bây giờ. Cho nên mà bây giờ 40 mấy năm sau chúng ta cũng thấy rằng cái tình trạng ở Việt Nam cũng không hề thay đổi. Bằng cớ là vẫn có những người tị nạn vẫn liều chết vượt đi đường bộ, vượt qua Campuchia, qua Thái Lan để mà đến để đi tìm tự do. Cho nên vẫn cần phải được nhắc lại cho những người trẻ, và ngay cho cả khi mà chúng tôi làm việc trong ngành truyền thông của Mỹ thì thấy họ cũng hoàn toàn không hiểu gì về cuộc chiến Việt Nam. Cho nên cái phần chiến tranh ở trong này cũng nhắc rất nhiều, là bởi vì họ chỉ nghĩ rằng nước Mỹ đánh nhau với lại Bắc Việt thôi, với Cộng sản thôi. Hoàn toàn họ không có quan tâm gì đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là một cái điều sỉ nhục, một cái điều mà rất là đáng tội cho miền Nam Việt Nam. Vì vậy khi chúng tôi viết cuốn sách này, đầu tiên là viết bằng Anh ngữ, tại vì nhắm cho giới trẻ và nhắm cho những người bạn đồng nghiệp Hoa Kỳ trong giới truyền thông Hoa Kỳ của mình. Và rồi sau đó bây giờ thì phổ biến bằng Việt ngữ cho cái giới người Việt Nam trước, tại thế hệ chúng ta cũng chắc cũng đều tới cái tuổi sắp sửa qua đi rồi. Và nhưng mà đến cuối năm nay thì cái phần Anh ngữ cũng sẽ được xuất bản để mà cho người trẻ và cho người Hoa Kỳ. Nhưng mà phải nói là cảm ơn cái câu hỏi của Vân Anh đó. Mục đích khi mà ra một cuốn sách hay làm một cái gì nó phải có cái mục đích của đó. Thì mục đích của chúng tôi không phải để đem cái chuyện đời mình kể lại những cái gian truân của đời mình, mặc dù rằng là hầu hết các quý vị đương ở cộng đồng người Việt ở khắp nơi đều qua những giai đoạn như tôi, chính là cũng đã từng sống sót qua chiến tranh Việt Nam, cũng đã từng đi tù. Hầu hết những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều đã từng đi tù, hoặc là bao nhiêu người vượt biển. Thành ra câu chuyện nó kể lại không phải là chỉ là chiến tranh, ngục tù và vượt biển, nhưng mà cái nhắm cái mục đích độc giả đó, chúng tôi ao ước là có những độc giả giới trẻ sau này. Bây giờ chúng ta thấy cộng đồng mình lớn mạnh, giới trẻ đôi khi sang bên này rất là nhỏ, hoặc sinh trưởng ở bên này đi nữa, thành họ cần biết là tại sao bố mẹ ông bà lại qua, lại bỏ nước ra đi và đem con cháu sang bên này. Vì thế cho nên là mục đích là để cho giới trẻ đọc và hiểu được tại sao giới trẻ lại có mặt ở đây. Vì thế cho nên cũng mong muốn rằng là giới trẻ, các quý vị phụ huynh khuyến khích những giới trẻ nào đọc được tiếng Việt thì hãy đọc cuốn này, còn nếu bằng không thì chúng tôi sẽ cố gắng xuất bản bằng cái cuốn bằng tiếng Anh vào cuối năm nay, để cho giới trẻ đọc và hiểu tại sao cộng đồng chúng ta lại có mặt ở tại hải ngoại này. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh ước mong trong tủ sách của mỗi người Việt của chúng ta sẽ có cuốn sách Phóng viên chiến trường, tình yêu, ngục tù và vượt biển. Và để muốn có cuốn sách này thì quý vị khán thính giả sẽ liên lạc với quý vị, phải không ạ? Chúng tôi có số điện thoại cũng như tất cả những information trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc để có được cuốn sách sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Vâng, đúng như vậy. Và cái cuốn sách, trong cuốn sách thì cũng để lưu lại những cái cần mà liên lạc. Nếu quý vị độc giả nào muốn giới thiệu thêm cho thân hữu để mà đọc thì có thể liên lạc với chúng tôi qua cái địa chỉ được ghi ở trong cuốn sách. Vâng, và quý vị cũng luôn luôn có thể đến liên lạc với chị Vân Anh và với đài Việt News TV ở đây. Vâng, để mà có những cái information này. Thưa quý vị, tất cả những cái chi tiết ghi lại trong cuốn sách này, Vân Anh chắc chắn là đều có một phần đời của tất cả người Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trong cuốn sách này. Cảm ơn nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúc cho buổi ra mắt sách thật là thành công. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin cảm ơn chị Vân Anh. Chào Vân Anh. Cảm ơn Vân Anh. Kính chào quý khán giả.